Chào các em, hôm nay cô sẽ chữa cho các em bài tập của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 1, dao động điều hòa. Thì các em biết là dao động điều hòa là dao động mà có ly độ x, được mô tả bằng hàm cosin hoặc sin của thời gian, tức là x bằng A cos của omega t cộng phi. Đấy. Trong đó A là biên độ dao động có giá trị dương. Omega là tần số góc của dao động có giá trị dương, đơn vị radian trên giây. Phi là pha ban đầu của dao động, đơn vị là radian. Và cả đại lượng trong ngoặc đơn này người ta gọi là pha dao động ở thời điểm T. Câu thứ nhất. Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Hỏi biên độ dao động của chất điểm. Đấy. Quỹ đạo. Thì các em biết là quỹ đạo của vật dao động điều hòa này là chiều dài đoạn thẳng từ biên dương đến biên âm, hoặc là từ biên âm đến biên dương. Thì chiều dài này L sẽ bằng 2 lần A. Như vậy ta có L bằng 2 lần biên độ bằng 10 cm. Suy ra A bằng 5 cm. Sau đó ta chọn đáp án A. Câu 2. Một chất điểm dao động điều hòa trong 10 dao động toàn phần đi được quãng đường là S bằng 120 cm. Đấy. N này là bằng 10 dao động toàn phần. Quỹ đạo của dao động có chiều dài là bao nhiêu? Đấy, đây là quỹ đạo dao động có chiều dài, tức là người ta hỏi L này. Hỏi L này nhé. Chiều dài quỹ đạo. Thì ở đây ta có là quãng đường vật đi được trong một chu kỳ dao động. Một chu kỳ dao động nhá. Thì nó đi từ biên dương, giả sử cô xét từ biên dương là A đây nhá, biên dương này. Đến biên âm này. Thì được chiều dài quỹ đạo là L này. Sau đó lại từ biên âm này đi trở về biên dương này. Thì đấy là thực hiện được một dao động toàn phần. Tức là quãng đường này nó sẽ bằng 2 lần L. 2 lần L cũng có nghĩa là 4 lần biên độ. Thế bài toán này người ta hỏi L. Bài toán này người ta hỏi L. Như vậy ở đây có 10 dao động toàn phần. Mà mỗi dao động toàn phần thì đi được quãng đường là bằng 2 lần chiều dài quỹ đạo. Tức là bằng 20L. Từ đây ta suy ra L bằng 120 chia cho 20 bằng 6 cm. Đấy, 6 cm. Như vậy ta chọn đáp án là A, 6 cm. Còn biên độ của nó thì sẽ là 3 cm nhé. À, biên độ A của nó thì sẽ là 3 cm bằng chiều dài quỹ đạo này chia 2. Câu 3. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 5 cốt của 10 pi t cộng pi trên 3 cm. Hỏi ly độ của vật khi pha dao động bằng pi. Thì cả cái đại lượng trong ngoặc đơn này người ta gọi là pha dao động ở thời điểm t. Như vậy ta sẽ có là ly độ dao động x bằng 5 cốt pi. Cốt pi này bằng trừ 1, do đó x sẽ bằng trừ 5 cm. Vì vậy ta chọn đáp án là B. Câu 4. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình ly độ theo thời gian là x bằng 5 căn 3 cos của 10 pi t cộng pi trên 3 cm. Tại thời điểm t bằng 1 giây thì ly độ của vật bằng bao nhiêu? Thì ở đây ta có là khi ta thay t bằng 1 giây vào nhé. 1 giây. Thì ta sẽ có x bằng 5 căn 3 cos của 10
pi, t bằng 1 giây này, cộng với pi trên 3. Thế hàm cos, hàm sin là tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi, cho nên ở đây là 10 pi là số nguyên lần của 2 pi, ta có thể bỏ đi. Đấy, bấm máy theo đơn vị là radian, hoặc các em nhớ được cos của góc đặc biệt này. Đấy, thì ta sẽ có là 5 căn 3, cos của pi trên 3 là bằng 1 phần 2. Như vậy ta được kết quả là 2,5 căn 3 cm. Như vậy ta chọn đáp án D. Chọn đáp án D nhé các em. Bài 5. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình ly độ theo thời gian là x bằng 6, cos của 10 pi t cộng pi trên 3 cm. Ly độ của vật khi pha dao động bằng trừ pi trên 3 là. Thế thì ở đây này, trong cái phương trình này, x bằng 6 thì 6 này là biên độ dao động A. Còn đại pi trên 3 này là pha ban đầu. Và đại lượng trong ngoặc đơn này là 10 pi t cộng pi trên 3 này, gọi là pha dao động ở thời điểm t. Đấy. Như vậy thì ta sẽ có này là x bằng 6 cos, đấy, khi pha dao động sẽ là trừ pi trên 3 bằng cos của trừ pi trên 3 bằng 0,5, nên ta có kết quả là x sẽ bằng 3 cm. Người ta chọn đáp án là A. Đấy. Thế thì có em có thể hỏi cô là: cô ơi, tại sao này pha lại là trừ pi trên 3 khi mà t bằng 0 này? T bằng 0 nhé. Khi t bằng 0 thì suy ra là pha dao động, cô ký hiệu pha này nhé, pha này, nó là pha ban đầu, chính bằng pha ban đầu và bằng pi trên 3. Đấy. Thì bây giờ ở thời điểm t, tại sao nó lại là giá trị trừ pi trên 3? Trừ pi trên 3 thì ở đây mình sẽ có là 10 pi t cộng pi trên 3 bằng trừ pi trên 3, suy ra t bằng trừ 1 phần 15 giây và âm. Đấy, 1 phần 15 giây âm, 1 phần 15 giây. Đấy, thế thì ở đây các em hiểu như này, là hàm cosin hoặc hàm sin là hàm điều hòa với chu kỳ về pha là 2 pi. Nên pha ở thời điểm t thì tác giả đã bớt đi cái số nguyên lần của 2 pi. Cho nên nó mới có kết quả âm như này được. Bớt đi số nguyên lần của 2 pi. Như vậy thì bây giờ bị bớt như thế thì bây giờ cô ví dụ ở một cái thời điểm t thì pha của nó sẽ là, bây giờ mình bớt đi 1 pi chẳng hạn. Bớt đi 1 pi thì pha của nó là trừ pi trên 3. Vậy thì trả về pha cho nó là trừ pi trên 3 cộng với 2 pi thì nó sẽ là 5 pi trên 3. Đấy. Đấy. Hoặc là pha của nó là đã bị bớt đi 2 lần 2 pi. 2 lần 2 pi. Tức là đây là 11 pi trên 3. Vân vân. Đấy. Thế nếu như này thì bây giờ mình sẽ có thể giải ra được là đây là pha này chính là cái đại lượng trong ngoặc đơn này là 10 pi t cộng pi trên 3, ta sẽ suy ra được t. Hay là đây là 10 pi t cộng với pi trên 3 thì ta sẽ suy ra được t. Ở đây thì t bằng 2 phần 15 giây. Đây t bằng 1 phần 3 giây. Đấy, ví dụ như thế nhé. Bây giờ sang câu 6 thì trước khi bài toán như này.
Một chất điểm M chuyển động đều trên một đường tròn, bán kính là R, tốc độ góc là omega. Hình chiếu của M trên một đường kính là một dao động điều hòa. Có biên độ bằng bao nhiêu? Đấy. Có biên độ bằng bao nhiêu? Thế thì ta dễ dàng chọn được là hình chiếu của M trên một đường kính là một dao động điều hòa có biên độ A chính bằng R. Vì vậy ta chọn đáp án là A. Tuy nhiên thì cô cũng nhắc lại cho các em về mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. Đấy, cô sẽ nhắc lại cho các em mối liên hệ này. Xét một chất điểm chuyển động tròn đều theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ góc là omega trên đường tròn tâm O, bán kính R. Gọi P0, P lần lượt là hình chiếu của M0 và M trên trục OX. Đây, P0 là hình chiếu của M0, P là hình chiếu của M trên trục OX. Tại thời điểm T bằng 0 thì chất điểm chuyển động tròn đều ở M0. M0 này. Có góc tạo bởi là góc M0 OX thì gọi là phi. À, ta hiểu đây chính là pha ban đầu. Góc hợp bởi vector có gốc là O này, có ngọn là vị trí M0 này, là vị trí chất điểm bắt đầu chuyển động tròn đều ở M0 này. Đấy. Và trục pha delta này, trục pha delta này, trục pha delta này coi như trùng với trục OX. Góc này là phi và x0 thì chính là độ dài đại số đoạn OP0. Tại thời điểm T thì chất điểm chuyển động tròn đều ở M. Và góc tạo bởi OM và trục pha, hay nói khác đi là và OX, chính là bằng omega T cộng phi. Bởi vì chuyển động tròn đều với tốc độ góc là omega, nên trong thời gian T thì nó sẽ quét được cái góc là omega, omega T. Quét được góc này, quét được cái góc này đây. Vì vậy góc MOX này, MOX này chính bằng omega T cộng phi. Và suy ra X, giá trị đại số của X thì chính bằng độ dài đại số của đoạn OP. Nếu như M là ở góc phần tư thứ nhất này, góc phần tư thứ nhất thì X sẽ dương. M mà thuộc góc phần tư thứ hai thì X âm. M thuộc góc phần tư thứ ba thì x âm, và M thuộc góc phần tư thứ tư thì x lại dương. Đấy. Tức là x bằng độ dài đại số đoạn OP bằng OM cos omega t cộng phi. Như vậy ta sẽ có x OM này ta gọi là A. A thì x sẽ bằng A cos omega t cộng phi với A này chính bằng R. Đấy. A omega phi là các hằng số. Vì đây là hàm sin hoặc cosin, đây là hàm cosin nhỉ, đúng không? Hoặc hàm sin hoặc hàm cosin là hàm điều hòa. Là hàm điều hòa nên dao động tuần hoàn của hình chiếu B, hình chiếu B của chuyển động tròn đều lên một đường kính là dao động điều hòa, là dao động điều hòa. Phương trình này là phương trình ly độ của vật dao động điều hòa. Phương trình ly độ, phương trình sao này là phương trình ly độ của vật dao động điều hòa, với A này là biên độ dao động chính bằng R. Omega này là omega của dao động điều hòa, của dao động điều hòa, của dao động điều hòa thì chính bằng, đấy, đây là tần số góc của dao động điều hòa chính bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. Chuyển động tròn đều. Đấy. Thế và biên độ A này thì bằng bán kính R, biên độ A bằng bán kính R.
Đấy, cô nhắc lại cho các em về mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. Như vậy. Câu 7. Phương trình dao động của một vật có dạng x bằng trừ a cos của omega t cộng pi trên 3 cm. Pha ban đầu của dao động là, ở đây ta có này, x phương trình ly độ dao động x bằng a cos của omega t cộng phi. Thì a này là phải dương, a phải dương. Sau đấy ta phải làm mất dấu trừ ở đây đi. Thì ta có, về mặt toán học thì ta có này, ta có là trừ cos alpha, trừ cos alpha thì bằng cos của alpha cộng trừ pi. Đấy. Thế thì bây giờ bài toán này thì ta làm mất dấu trừ đi, thì ta phải lấy cái omega t cộng pi trên 3. Ta phải lấy cái omega t cộng pi trên 3 cộng trừ pi. Đấy. Nhưng với điều kiện là pha ban đầu phải có độ lớn là nhỏ hơn hoặc bằng pi. Nhỏ hơn hoặc bằng pi, vì vậy ta phải chọn dấu trừ. Từ đây nó sẽ bằng này, ta chọn dấu trừ. Thì ta suy ra là omega t cộng pi trên 3 trừ pi. Thì nó sẽ bằng omega t trừ 2 pi trên 3. Như vậy thì pha ban đầu của dao động là trừ 2 pi trên 3. Ta chọn đáp án D. Chọn đáp án D. Câu 8. Phương trình dao động điều hòa x bằng 5 cos của 2 pi t cộng pi trên 3 cm. Thì như vậy đảm bảo đây là a dương rồi. Thì ở đây ta có, nó có dạng là x bằng a cos của omega t cộng pi trên 3. À, cộng phi. Chỗ này là dạng tổng quát thì đây nó là cộng phi nhá. Cộng phi. Từ đây ta suy ra là a, biên độ a thì bằng 5 cm. Đấy, tính theo đơn vị này, 5 cm. Pha ban đầu là phi thì bằng dương pi trên 3 radian. Và pha ở thời điểm T. Đấy. Pha ở thời điểm T là cả cái đại lượng là 2 pi T cộng pi trên 3 radian. Đấy. Cô ký hiệu đây là phi T nhé. Phi ở thời điểm T. Đấy. Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình ly độ theo thời gian là x bằng 10 cos của pi trên 3T cộng pi trên 2 cm. Tính quãng đường vật đi được sau 2 dao động. Quãng đường vật đi được sau 2 dao động. Thì ta biết được là quãng đường vật đi được trong một chu kỳ dao động thì bằng 4A. Bằng 4A, ta đã biết rồi. Vậy thì quãng đường vật đi được trong 2 chu kỳ dao động là S trong 2 chu kỳ dao động, 2 chu kỳ thì sẽ bằng 2 nhân 4A. Nhân 4A bằng 8A. 8A, 8 lần biên độ. Thế mà A bằng 10. Tức là bằng 8 nhân 10 bằng 80. Đơn vị là cm. Cm đấy nhé. Cm. Và câu B. Tính ly độ. Tính ly độ. Khi T bằng 6 giây thì ta sẽ thay T vào thôi. X sẽ bằng 10 cos của pi trên 3 nhân với T là 6 cộng pi trên 2. Pi trên 2. Thế hàm cos này tuần hoàn với chu kỳ là 2 pi. Cái thằng này là 2 pi rồi. Bỏ đi. Như vậy cos pi trên 2 này thì nó bằng, cos pi trên 2 bằng 0. Như vậy ta sẽ có x bằng 0. X bằng 0. Ly độ của nó là bằng 0 tại thời điểm là 6 giây. Câu 10. Trước khi giải câu 10, các em cùng quan sát thí nghiệm mô phỏng mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. Các em cùng quan sát. Thì ở thí nghiệm mô phỏng này,
Dấu chấm đỏ đây đây là chất điểm chuyển động tròn đều. Chất điểm chuyển động tròn đều. Hình chiếu của chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính bất kỳ. Lên một đường kính bất kỳ là một dao động điều hòa. Và ở đây thì ta xét hình chiếu của chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính cùng phương với quỹ đạo chuyển động của con lắc lò xo. Và ở đây chu kỳ dao động của con lắc lò xo này bằng với chu kỳ của chuyển động tròn đều. Thì các điểm này, các điểm này là hình chiếu của chất điểm lên đường kính này, chất điểm chuyển động tròn đều này, chất điểm chuyển động tròn đều này, và vị trí của vật nhỏ của con lắc lò xo là luôn thẳng hàng, tức là vuông góc với đường kính ở mọi vị trí. Nếu như ta tịnh tiến vị trí dao động này, tịnh tiến cái dao động của con lắc lò xo về cái vị trí này, đây là O nhá. À, thì đây là trục OX này. Trục OX. Đấy, tịnh tiến lên. Thì hình chiếu của chất điểm chuyển động tròn đều lên trục OX này, lên trục OX này là một dao động điều hòa. Một dao động điều hòa. Và dao động điều hòa của hình chiếu này được cụ thể bằng dao động điều hòa của chất điểm gắn với con lắc lò xo này. Gắn với con lắc lò xo. Đây là hình ảnh được trích ra từ thí nghiệm mô phỏng. Ở hình 1 thì chất điểm ở vị trí biên âm. Đấy, chuyển động tròn đều thì chuyển động tròn đều ở đây là nó chuyển động theo chiều dương lượng giác, ngược chiều kim đồng hồ. Đây là vị trí biên âm. Vị trí biên âm thì ta có này, x bằng trừ a và v bằng 0. Cái vector màu đỏ này là vector vận tốc của chất điểm chuyển động tròn đều nhé. Thế còn vector vận tốc của dao động điều hòa ở vị trí biên âm này là bằng 0. Và pha của nó thì các em lưu ý cho cô này. Đây là O, tịnh tiến cái trục OX lên đây. O, đây là OX. Đấy. Thì cái góc hợp bởi cái vector, ví dụ đây là một cái chất điểm M. M này. Đấy. Thì vector OM này nó sẽ hợp với trục OX một góc này là pi, là pi. Phía trên này là chiều dương lượng giác. Đấy, đây là chiều dương. Còn phía dưới này là chiều âm nhá. Đây là chiều âm. Phía dưới trục OX đây là chiều âm. Chiều âm. Chiều âm lượng giác. Còn đây là chiều dương lượng giác nhá. Đấy. Thì như vậy thì phi này sẽ bằng, ở vị trí này phi bằng pi. Nếu mà xét theo chiều dương lượng giác thì nó phi bằng pi. Còn xét theo chiều âm lượng giác, xét chiều âm lượng giác là chiều âm lượng giác này là cùng chiều kim đồng hồ thì phi này nó sẽ bằng trừ pi. Đấy. Ở hình thứ hai thì chuyển động tròn đều ở vị trí, ở vị trí này. Đấy, chuyển động tròn đều này, chuyển động tròn đều ở vị trí hình vẽ. Ở đây thì hình chiếu của nó là lên trục OX là bằng 0. Hay nói khác đi là ly độ của vật dao động điều hòa ở đây bằng 0. Bằng 0. Và vận tốc của nó, vận tốc của chuyển động tròn đều thì nó có giá trị dương. Nó có giá trị dương. Đây. Nó chính là bằng vector vận tốc của dao động điều hòa tại vị trí cân bằng. Vị trí cụ thể này. Chính bằng hình chiếu của vector chuyển động tròn đều lên OX. Và nó cùng chiều dương, tức là V dương. Và pha ở đây thì ở đây này nó hợp với trục OX một cái góc là trừ pi trên 2. Cho nên ở đây ta có là pha là bằng trừ pi trên 2. Đấy, trừ pi trên 2. Như vậy thì trở lại bài toán, ta có là bài toán này người ta hỏi là người ta cho đồ thị ly độ theo thời gian x1, x2 của hai chất điểm như hình 1.1 này. Xác định biên độ và pha ban đầu. Ở đây mình xác định biên độ A1, Phi1, biên độ và pha ban đầu. Đây là tiếp là A2, Phi2 bằng bao nhiêu. Thế này A1 thì đây, đây là đồ thị thứ nhất này.
Đấy, đồ thị 1 đây. Đồ thị này là đồ thị 1 và đồ thị này là đồ thị 2. Đồ thị 2 thì biên độ là giá trị cực đại của ly độ đây, chính là 10 cm, 10 cm. Còn đồ thị thứ 2 thì biên độ của nó là giá trị cực đại của ly độ là 5 cm, 5 cm. Pha ban đầu, đồ thị thứ nhất là có x bằng 0. X bằng 0 và đang chuyển động về phía biên dương, bởi vì viện chuyển động về phía biên dương. X bằng 0 thì đây, đây là x bằng 0 và đang chuyển động về biên dương. Vì vậy pha của nó là bằng trừ pi trên 2. Trừ pi trên 2. Đấy, trừ pi trên 2. Còn đối với đồ thị thứ hai thì x tại thời điểm t bằng 0 thì x bằng bằng trừ 5, tức là trừ a. Trừ a. Trừ a thì pha của nó có thể là bằng cộng trừ pi. Đấy, hoặc là cộng pi hoặc là trừ pi. Bây giờ các em có thể theo dõi thêm hai vị trí ở hình 3 và hình 4. Thì ở hình 3 này, đấy, tịnh tiến cái trục OX lên đây nhá. Đấy. Hình 3 này thì x, các em đã hiểu được là x là sẽ bằng a, sẽ bằng biên độ a, x bằng biên độ a. Và v bằng 0, tại vị trí biên thì v bằng 0. Và hình chiếu của vector vận tốc của chuyển động tròn đều lên trục OX này bằng 0. Hình chiếu này thì chính hình chiếu của vector vận tốc của chuyển động tròn đều chính là vector vận tốc của dao động điều hòa bằng 0. Và ở đây là pha nó sẽ bằng 0. Đấy, cái vector này O này nối với cái điểm này hợp với trục OX mà góc bằng 0. Ở hình thứ tư thì x bằng 0, x bằng 0. Đấy, ta tịnh tiến cái trục này lên đây nhá. X bằng 0, hình chiếu của nó, hình chiếu của chuyển động tròn đều lên trục OX là bằng 0 và đây là vị trí của dao động điều hòa ở vị trí cân bằng O. X bằng 0, x bằng 0 và v thì vector vận tốc của chuyển động tròn đều đây. Chiếu lên trục OX thì đấy chính là vector vận tốc của dao động điều hòa. Đấy, thì ở đây nó sẽ là V âm nhá. V âm. Và pha thì ở đây là cái góc này hợp bởi cô gọi M vector OM và trục OX thì pha này nó sẽ là dương pi trên 2. Đây là chiều dương lượng giác đây này. Đấy. Còn đây là chiều âm lượng giác này, là xuống dưới này, chiều âm lượng giác này. Chiều âm lượng giác thì nó xuống như này. Đấy, chiều âm. Đây là chiều âm lượng giác. Đấy, thế ở đây là cái vị trí M này thì có pha là bằng dương pi trên 2. Đấy. Các em lưu ý cho cô là tất cả những cái vị trí của chuyển động tròn đều ở phía trên trục OX, tức là ứng với góc phần tư thứ nhất này và thứ hai ấy, thì sẽ có pha là dương. Còn góc phần tư thứ ba và thứ tư này, góc phần tư thì sẽ có pha là âm. Có pha là âm nhé. Và các em có thể tự nghiên cứu thêm để biết được là gì. Tại một vị trí bất kỳ của chuyển động tròn đều thì vector vận tốc là tiếp tuyến với quỹ đạo và cùng chiều chuyển động. Và hình chiếu, cô tịnh tiến cái trục OX lên đây. Hình chiếu của chuyển động chuyển tròn đều lên trục OX là sẽ dao động điều hòa. Và vector vận tốc của dao động điều hòa này chính bằng vector vận tốc hình chiếu của chuyển động tròn đều lên trục OX. Đấy. Điều này các em về tự tìm hiểu thêm để đến bài vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa. Cô sẽ đề cập lại cho các em. Câu 11. Xét cơ cấu truyền chuyển động như hình 1.2. Hãy giải thích tại sao khi bánh xe quay đều thì piston dao động điều hòa. Ở đây này ta có là thanh ngang luôn chuyển động dọc theo một đường kính. Đây là đường kính, luôn chuyển động dọc theo một đường kính của quỹ đạo tròn. Đây là một cái đinh ốc.
đinh ốc. Khi mà bánh xe này quay, đây là một cái thanh rỗng, đây là một cái thanh rỗng. Và khi bánh xe này quay, bánh xe quay, thì cái thanh rỗng này luôn chuyển động theo phương vuông góc với thanh ngang, vuông góc với thanh ngang. Trục OX được chọn trùng với thanh ngang, trục OX được chọn trùng với thanh ngang. Khi hình chiếu của cái đinh ốc này coi là chất điểm lên một đường kính mà đi qua tâm ô, ví dụ như là cái đinh ốc nó đến đây. Đinh ốc nó đến đây chẳng hạn. Đấy. Thì hình chiếu nó sẽ đi qua tâm ô, tâm ô phẩy đi. Tâm ô phẩy của bánh xe. Thì piston sẽ ở vị trí cân bằng. Piston sẽ ở vị trí cân bằng ô này. Đấy, đây là piston ở vị trí cân bằng. Khi hình chiếu của đinh ốc này lên đường kính này chuyển động sang phải hoặc là sang trái một đoạn bằng bao nhiêu thì piston cũng chuyển động sang phải hoặc sang trái một đoạn bằng bấy nhiêu. Và khi bánh xe này quay thì hình chiếu của đinh ốc dao động điều hòa, do đó piston này cũng dao động điều hòa. Đấy, cũng dao động điều hòa. Các em cùng quan sát thí nghiệm mô phỏng như sau. Khi bánh xe này chuyển động tròn đều thì đinh ốc này cũng sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn. Và cái thanh kim loại rỗng này là luôn chuyển động theo phương vuông góc với thanh ngang. Cái bút này, vị trí của cái bút này là đóng vai trò piston. Cái bút này sẽ ghi lại đồ thị dao động. Và băng giấy này nó chuyển động thẳng đều. Thì ở đây là piston dao động điều hòa với biên độ là tương ứng với bằng 2 ô như này. Đấy. Như vậy thì các em vừa theo dõi phần bài tập của bài 1. Nếu có gì thắc mắc thì các em sẽ viết vào, viết comment vào. Cô sẽ giải thích. Cô chúc các em học tốt. Cô chào các em.